Hello, xin chào các bạn, mình là Linh Táo. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những cái chữ Hán cơ bản như thế này, để luyện những cái nét cơ bản như thế này nhá. Thì đây mình đang luyện đó là cái chữ điền. Và chữ điền thì ngày xưa các cụ hay nói là mặt vuông chữ điền. Thì ở đây các bạn có thể hiểu chữ điền nó như thế này này. Nó dạng hình ô vuông ở ngoài, sau đó thì một bộ thập, hay là còn có thể hiểu là một cái dấu cộng phía bên trong. Thì phía bên trong như thế này nó là có một nét ngang ngắn và một nét sổ ngắn. Thì khi mà viết chữ điền các bạn cần chú ý là cái bộ vi bao quanh ở phía ngoài và những cái đường gập ở bên trong rồi nhá, cần phải nhấn và tăng được bút lên nhá. Tiếp theo đây mình đang viết đây là chữ hòa. Chữ hòa thì viết nó cũng sẽ dễ hơn một chút so với chữ điền ở phía bên trên. Thì các bạn cần lưu ý cho mình này, đây là cái này có nét phẩy nằm này. Đấy, sau đó một nét ngang, ngang này là ngang dài nhá. Nhấn mạnh hai đầu, sau đó tới một nét sổ. Sổ ở đây chúng ta sẽ sử dụng đó là số gọn hay còn gọi là số búa. À, thì nếu như mà nét sổ đấy mà không phải là nét được viết cuối trong một chữ Hán thì chúng ta sẽ sử dụng nét sổ gọn này. Còn nếu mà nó là nét cuối, ví dụ đây là chữ hòa như thế này thì có cái nét mác nó là nét cuối. Cho nên là nếu nó là nét cuối mà nó là sổ thì mình sẽ sử dụng sổ kim, tức là được vuốt dài xuống nhá. Tiếp theo đây là chữ này là chữ hỏa hay là bộ hỏa. Đấy, thì các bạn có viết cho mình một nét chấm phẩy ngắn trước, sau đó mình sẽ viết ở giữa như thế này. Đây là phẩy ngắn mác vân dài, thì chú ý là cái nét mác, chân nét mác chúng ta kéo dài vừa phải, chứ không phải là chúng ta viết nó dài ra nhá, không phải cứ kéo dài ra là nét nó đẹp đâu, viết ngắn thôi, không cần phải quá là dài so với tiêu chuẩn. Mình viết chính khải thì mình chỉ cần từ tốn những cái đường nét mà không cần phải quá dài quá ngắn, mà nó chỉ cần đủ có thể nhìn thấy là được nhá. Ở đây thì mình đều có những cái phần phiên âm hay là những cái phần lưu ý khi mà các bạn viết một cái chữ Hán. Đấy. Ví dụ như những cái chữ cơ bản như thế này thì lưu ý những gì, ví dụ những cái phần móc thì chúng ta cần phải tăng được bút lên. Đấy. Hay là những cái phần gập thì các bạn cần phải chú ý cho mình nhá. Rồi tiếp theo thì bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn là chúng ta sẽ áp dụng phần thực hành. Thì trước hết thì thực hành ở bên trên có những cái phần những cái nét đường chìm như thế này thì các bạn có thể tô đồ lại để các bạn cảm nhận được xem nào cái đường nét của nó đi như thế nào. Thì đi nét và hành bút thì các bạn cần phải chú ý, đây là những cái giai đoạn nó rất là quan trọng. Đấy. Đây là những cái đường nét này, ví dụ ngang gập nhá. Ở đây chỗ này thì các bạn nhớ là các bạn gập thì các bạn tăng được bút lên cho mình nhá. Đấy, và tiếp theo những cái phần móc ở phía dưới thì các bạn cũng cố gắng tăng được bút lên cho mình. Đấy, chú ý cho mình nhá. Thì ở đây chúng ta viết là đây là cái nét sổ móc xuống thì móc chú ý là móc vừa phải thôi. Còn ví dụ như cái chữ tử này thì đây không phải nét sổ móc nữa, đây là nét cong móc nhá. Hơi cong nhẹ một chút ở phần thân. Còn ngang thì mình sẽ viết đó là ngang dài, kéo dài ra giữa hai đầu vuông như thế này. Đấy. Đầu tiên là nét ngang gập này xuống này, sau đó một nét cong móc xuống này. Đó. Thân nó sẽ hơi cong nhẹ một chút chứ nó không phải sổ thẳng xuống. Ở đây là ngang dài nhá. Đó, các bạn lưu ý giúp mình. Thì bây giờ các bạn chỉ cần luyện thêm thôi. Cứ là những cái nét mẫu phía bên trên thì các bạn luyện cho mình xuống phía dưới. Thì chú ý cho mình ở những cái phần gập và phần móc. Đấy, là tăng được bút lên cho mình nhá. Đấy, ngang dài, ngang ngắn. Thì trước hết là các bạn muốn học thanh đậm thì các bạn cần phải chú ý được là cái kiến thức từng nét một. Thanh đậm là chỗ nào nhấn, chỗ nào nhả. Bây giờ mình còn chưa nắm được đó là cái nét, ví dụ nét mác như thế này thì là mình nhấn ở đâu, mình nhả ở đâu. Ví dụ phẩy đó, đây là phẩy cong sổ, mác kéo xuống dưới mình sẽ nhấn ở phần chân nhá. Còn khởi bút thì sẽ phải viết nó thanh mảnh hơn, tức là mình sẽ nhả lực tay ra hơn, chứ mình không thể nào mình cứ nhấn và mình cứ viết ào ào thì nó chỉ có ra được một đường nét thôi chứ nó không có thanh đậm nhấn nhả gì cả. Mà các bạn lưu ý là thanh đậm thì nó sẽ là cái hồn của nét chữ. Còn cái phong cách viết nhấn nhả, lực tay, hất tay, đấy là cái phong cách viết của từng người. Chứ không thể là cứ hỏi sao bạn này bạn ấy có tật thì viết sao tay cứ lắc hay là cứ đưa đưa. Thật ra thì đấy chỉ là cái dạo đầu để viết thôi, dạo đầu để viết chữ thôi nhá. Làm sao mà cái kết quả cuối cùng đó là mình thấy là ngang bằng sổ thẳng như thế này là được. Nét ngang trong thư pháp được miêu tả cong nhưng không yếu. Chúng ta cần phải tả được đó là hai đầu nhấn mạnh và sắc nét. Thì ở đây có cái bộ, đây là chữ giảo đúng không ạ? Nghĩa là sáng sớm, sớm.
thì bộ ở trên nó là bộ viết. Thì bộ viết này chúng ta sẽ viết cái nét sổ nó sẽ hơi nghiêng nhẹ sang phía bên tay phải một chút. Đó. Bên trên được viết vuông rộng, bên dưới được viết thu thu gọn lại một chút như thế này. Nét ngang thì chúng ta sẽ viết nó ở giữa. Thì ở đây thì có những cái chữ mẫu ở phía bên trên in chìm thì các bạn cứ thế, các bạn đồ theo, các bạn tô theo cho mình để nẹp vào một cái bộ khuôn nhất định. Theo cái khuôn khổ, tức là mình đã có một cái chữ mẫu rồi và bây giờ mình chỉ cần tập theo thôi, chỉ cần viết theo thôi là được nhá. Làm sao viết nó khoảng tương đối với nó là được, không cần phải viết nó quá là lớn này, hay cũng không cần phải viết nó quá là nhỏ hay quá là dài. Chỉ cần gần như là với cái chữ mẫu tương đối là được nhá. Thì ở đây thì các bạn chú ý là với những cái chữ mà nó có cái khổ ô nhỏ như thế này thì các bạn viết nó nhỏ thôi, đừng viết nó to quá, viết nó tràn viền ra một cái ô khác thì nó không hiệu quả. Và cái thứ hai là cái phần trình bày thì nó sẽ bị nhảy hàng và nó sẽ xấu đi cái phần trình bày. Nhưng mình đang viết đây là chữ khai này và nó có những cái nét ngang ngắn, ngang dài đấy, sổ phẩy thì đấy, thì mình sẽ cố gắng sao mà chú ý được những cái đường nét như thế. Đây là chữ sủy, thủy nghĩa là nước, có cái hợp phẩy ngắn mác, thì mình sẽ viết một nét sổ móc trước theo quy tắc thứ bảy, đó là quy tắc giữa trước và hai bên cân đối xứng sau. Chứ mình đừng viết từ trái qua phải, nó dễ dàng bị lệch nét nhé và lệch bố cục của cái chữ Hán đấy. Thật ra thì viết chữ Hán nó cũng sẽ khá là đơn giản nếu như các bạn đã trải qua cái giai đoạn đầu tiên, đó là các bạn học được cái quy tắc viết chữ Hán, quy tắc bút thuận. Sau đó thì các bạn sẽ nắm tới những cái bộ thủ của nó, những cái bộ gì. Ví dụ như là chữ khứ như này, chữ truy này, thì bên trên có bộ gì, bên dưới có bộ gì, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể nắm được bên trên bộ thổ, bên dưới bộ khứ. Đó, thì mình có thể kết hợp hai bộ này vào với nhau thì tạo ra một chữ Hán, đó là chữ truy, có nghĩa là đi. Đấy, đi về. Nhưng mà ý là chỉ đi là nhiều, động tác của chân là đi. Thì các bạn chỉ cần lưu ý cho mình thôi, đó là khi mà viết một cái nét chữ Hán hay là viết một cái chữ Hán thì các bạn cần phải tham khảo trước là cái mẫu chữ nó như thế nào trước. Sau đấy thì nắm được cho mình đó là những cái quy tắc viết chữ Hán để giúp các bạn viết nhanh và viết chuẩn hơn, đẹp hơn so với những bạn mà không biết những cái quy tắc như thế này. Thì khi mà viết chữ ấy, nó dễ dàng bị đầu tiên là không nhớ được chữ này, không nhớ được nét, không nhớ được bộ thủ. Cái thứ hai là sẽ gây khó khăn trong quá trình nhớ được cái chữ Hán này nhá. Thì thật ra viết chữ Hán thì nếu như trong quá trình các bạn thắc mắc khó khăn gì, các bạn có thể inbox hỏi mình nhá.